Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. What do you think about the last trip? Almost fell asleep on Zoom. In Taiwan. What do you think? Display. Third meeting of the day. But I can hear raindrops that dance on the Dương ơi. Ở đây quen kia nhìn đi, kia là sân vận động Cao Hùng đấy. Cái này chưa hiểu là nó lấy điện đâu. Tại bọn mình đang vào tới chợ hải sản để mua một vài đồ nướng cho buổi chiều ngày hôm nay. Mình sẽ cho các bạn xem một chút về chợ hải sản. Bên trong đây rất là nhiều hải sản tươi sống luôn. Có rất nhiều loại hoa quả cũng có. Trong chợ hải sản có rất là nhiều loại mặt hàng luôn, tất cả các loại cá biển, tôm, rồi cua, thứ đều có cả.
này quay vẫn ngon. Trong lúc anh em đợi kia thì rót bia đi nhỉ? Vào đây. Làm miếng anh nhá. Ở đâu ạ? Đứng quăng cái. Đây. Quay qua được rồi này bạn này, cắt luôn. Ăn đi mọi người. Ăn đi rồi. Chín rồi đấy. Bạn mang cá xít đúng không ạ? Cho cân cho đi đây để bố ngàn. Yo. Right as deep.